có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Từ Warner Brother, nhà sản xuất của vô số những bộ phim hay, bị chê, cùng đến với một tác phẩm điện ảnh có thật kể về hành trình hư cấu của những nhân vật có thật trong bộ tiểu thuyết hư cấu của nhà văn có thật tên Conan Doyle. Bộ phim duy nhất mà bạn được thấy Iron Man xuất hiện cùng lúc với cụ Dumbledore và Johnny Sin trong hành trình điều tra các thứ về tội phạm các thứ mà nghe có vẻ rất là nghiêm trọng. Nghiêm trọng thế nào? Rất là nghiêm trọng. Và câu chuyện bắt đầu như sau. London, giữa một đêm lạnh cuối thu, hay cuối gì đó tôi cũng chả biết nhưng mà nhìn có vẻ lạnh, trên một chiếc xe ngựa, bác sĩ Watson cùng thanh tra Lestrade lên đạn những khẩu súng của họ, trong khi thám tử Sherlock Holmes âm thầm chạy nước rút. Bạch 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 bà cua. Holmes phá cửa một tòa nhà, hạ gục một tên vai u thịt bắp làm nhiệm vụ canh giữ, rồi cầm chiếc đèn của hắn mà phi xuống cầu thang, nơi một cô gái trong bộ váy trắng đang bị một thằng cha nào đấy chơi ngải. Những câu thần chú tà phái đang tuôn ra từ hàm răng vàng như lá thu của hắn. Holmes nhanh chóng nhận định tình huống, một tên tay sai định tấn công ông thì Watson xuất hiện và khống chế hắn. Anh dùng thuốc kèm mesevolfurana. Lựa chọn hai đấy. À, không, tôi vừa móc đít. Holmes và Watson trên ngang buổi lễ bằng những tiếng bong, bong, bong. Tên mặc áo trùm vẫn lẩm nhẩm thần chú, khiến cô gái cầm lấy con dao gần đó và tự đâm vào bản thân. Hú hồn con trồn còn nguyên. Kẻ đầu sỏ cho cái trò tà giáo này chính là bà tước Blackwood, một kẻ tôn thờ quỷ Satan. Satan, thì gần gậy. Đến đây thì thanh tra Lestrade cùng Scotland Yard đã đến, bắt giam Blackwood và đưa cô gái kia vào viện. Một chiến công nữa cho thám tử Sherlock Holmes lừng danh và thanh tra Lestrade may mắn. 3 tháng sau, tại căn nhà 221B, bác sĩ Watson đang chuẩn bị dọn sang nhà mới, để lại ông bạn giờ người một mình một cõi nơi đây. Chúa ơi Holmes, tìm việc gì đó mà làm đi, đừng bò trên bốn chi nữa. Đây là phố Baker, không phải là Old Trafford. Và đi gặp người vợ chưa cưới của tôi nào. Tôi ghét cô ta. Tôi thích cô đấy. Cô đã bao giờ băn khoăn rằng củ cải là củ cải hay củ cải chưa? Hả quý cô gia sư đã bỏ hôn phu cũ vì anh ta quá nghèo và đến anh để tìm một người chồng có bằng y. Anh ấy đã mất đồ nuôi bầu à. Can't spell homes without hoes, mate. Lúc này ở nhà tù, Blackwood có vẻ như đang dùng bùa chú lên lính canh để đòi được gặp một người. Và đó chắc chắn là quý ngài Holmes rồi, chứ chả lẽ lại là Tony Stark. Đúng vậy, tôi vừa đùa nhạt đấy. Kiện tôi đi. Mẹ bạn. Thấy Blackwood ngồi lẩm bẩm trong căn phòng 9m2, Holmes hỏi ngắn gọn. Với tất cả sự thiếu tôn trọng của tôi khi gạt hết tâm trí thay đổi những vụ án mạng, khi tôi để trái tim rung động trước sự xót xa của gia đình người thân nạn nhân, cũng là lúc tôi không thể phủ định hay bỏ qua những chủ định tội ác thể hiện với nét vẽ đù đồ của ông. The fuck bro. Ông vẽ cái gì vậy? Thay vì trả lời câu hỏi, Blackwood cảnh báo Holmes rằng sắp có biến to đấy, sắp có 3 người chết và Holmes sẽ chẳng cứu được họ đâu. Blackwood sau đó bị trùm áo gối và treo cổ, tự mình bắt mạch tử thi tên bá tước. Watson đã nghĩ đó là cái kết dành cho hắn. Đang cuộn mình giữa những suy nghĩ và vài lớp chăn thì Holmes nhận một cuộc viếng thăm từ nàng Irene Adler, người mà Holmes theo đuôi khá lâu rồi, theo nhiều nghĩa. Nàng đến đây với một thỉnh cầu. Sau khi đưa cái JD cho Holmes, nàng rời gót hài lên chiếc xe ngựa chờ sẵn, gặp một người đàn ông đang chờ sẵn, và cả hai có một kế hoạch đang chờ sẵn cho Sherlock Holmes. Đừng theo đuổi con ả diêm dúa đó nữa bạn tôi ạ. You can't spell Holmes without hoes, mate. Holmes được yêu cầu đi tìm Luke Riordan. Nhưng khoan đã nào, Watson thân mến của tôi ơi, sự tình không đơn giản như vậy đâu. Ngay khi Adler ra khỏi cửa, Holmes đã tức tốc theo dõi nàng ta. Bà cua. Nàng Adler đã nhận một bó hoa từ một kẻ lạ mặt sau khi dí dao vào cổ hắn. Giả trang là một tên cô hồn các đảng, Holmes đã thử tiếp cận kẻ ngồi cùng Adler trên xe và suy đoán rằng hắn đang khống chế Adler. Đúng lúc này thì thanh tra Lestrade mời Holmes đến vì Blackwood đã đội mồ sống dậy. Holmes cùng Watson bèn đến nghĩa trang để thấy ngôi mộ đá của Blackwood đã vỡ tan nát, nằm trong quan tài của hắn chính là người mà Irene Adler đang tìm. Thấy trên tử thi có một chiếc đồng hồ fancy, Holmes thó luôn và cùng Watson trở về. Họ điều tra chiếc đồng hồ, hay ít ra là Holmes điều tra vì Watson vừa lựa được nhẫn đính hôn. Cuộc điều tra đưa họ đến một căn nhà bỏ hoang, nơi mà chứa tùm lum những công thức hóa học với chất này nọ và đồ nghề phù phép gì đó. Ở đây, họ biết được Riordan làm việc cho Blackwood. Ngó nghiêng đang vui thì ba quý ông bước vào, nhìn mặt đã biết ngay kém thân thiện. Sau một hồi xả quần, Holmes và Watson giành phần thắng như một cái rùi cui điện phiên bản cổ lỗ sĩ. Tên to cao nhất bỏ trốn, Holmes vội đuổi theo, Watson cũng nối gót, không biết rằng đã làm rơi chiếc nhẫn đính hôn. Dí nhau một hồi thì đinh đinh đinh, hiệp hai bắt đầu. Holmes cùng tên to cao quậy banh con mẹ nó một xưởng đóng tàu. Súng đây, tất cả bỏ vũ khí cận chiến xuống. Chiu chiu. Thế là tên kia chạy cụ luôn. Còn Holmes với Watson thì bị tóm vì phá hoại tài sản. Watson thì được hôn thê bảo lãnh ra. Thanh tra Lestrade sẽ đó đón Holmes. Nhưng người trả tiền bảo lãnh cho ông lại là ngài Rotherham thuộc hội đền tứ lễ. Hội này đại khái là hội những người tin thủy thủ mặt trăng là có thật. Và họ toàn là những tài to mặt lớn trong giới chính trị. Trong đó có ông Coward từ Bộ Nội vụ và ông Standish từ Sứ quán Mỹ. Blackwood là đứa con ngoài giá thú của Rotherham và ông ta muốn ngăn thằng con trời đánh lại. Họ đưa
Holmes một cuốn sách phép. Yeah, wizard Harry. Họ cũng hứa sẽ giúp đỡ Holmes bằng mọi cách có thể. Ngài thám tử bèn bảo tôi làm vụ này cho vui thôi nhá, không phải là vì 3 tháng tiền nhà chưa trả đâu. Holmes sau đó mò đến địa chỉ mà Adler cho để báo tin về tên Riordan đã chết và dò hỏi về kẻ trên xe ngựa. Nhưng chưa hỏi được cái mẹ gì thì đã bị đánh thuốc. Hỏi thật thuốc gì đấy? Đánh tôi với. Ngài Rotherham ngay buổi tối hôm đó bị Blackwood giết trong phòng tắm. Chiếc nhẫn biểu tượng của hội đền tứ lễ trên tay ông cũng bị Blackwood chiếm lấy. Đấy, thấy chưa? Đã bảo đừng có tắm khuya. Holmes tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Ông vội chạy đến chỗ Rotherham tại hiện trường vụ án. Holmes tìm ra một lối đi bí mật trong dinh thự ông ta, dẫn vào một căn phòng nhỏ có chứa dụng cụ ma thuật các thứ. Ông bèn gom hết những gì có thể. Ngay sau cái chết của Rotherham, Blackwood thâu tóm hội đền tứ lễ. Hắn muốn tạo ra một thế giới mới bằng phép thuật của hắn. Ta cũng sẽ dùng phép thuật để chặn ngươi. Nhưng phép của Standish thua phép của Blackwood và thế là không ai dám chống đối hắn nữa. Holmes và Watson lúc này thì lần theo manh mối đến được Nine Elms, một nhà máy ven sông. Họ bị Blackwood hù và vội cast thần chú búa lờ xua, nhưng lại chả thấy tên báo tước đâu mà chỉ thấy nàng Adler bị trói trên một dây chuyền sản xuất thịt lợn. Sau khi lọ mọ cứu được Adler thì Watson lại xui xẻo đã phải bẫy và một vụ nổ cuốn lấy ông bác sĩ, Holmes và cả Adler. Tin vui là họ chưa chết, tin buồn là Blackwood giờ ban lệnh truy nã Holmes. Tuy nhiên, một sĩ quan thân với Holmes để ông chạy trốn. Arin Adler thì cố bỏ trốn, nhưng kẻ bí ẩn ở đầu phim bảo là đéo cho. Hắn đòi thứ Riordan làm cho Blackwood, nếu Adler không lấy được thì hắn sẽ giết Sherlock Holmes. Nên là cô đành hỗ trợ vị thám tử vậy. Và bây giờ quý vị hãy an tọa để nghe kẻ hèn này phá giải vụ án. Đại khái thì nơi tiếp theo trong gây án là ở nghị viện. Holmes đang nói thì Lestrade dẫn một nhóm cảnh sát ập đến. Adler cùng Watson kịp trốn, nhưng Holmes thì bị bế đi. Lestrade giờ bất ngờ lộ ra là người của hội đền tứ lễ, trước khi giao lại Holmes cho tên Coward vốn đã theo Blackwood từ đầu. Nhưng dĩ nhiên, Holmes đã biết điều đó. Hắn đang lom khom lắp đạn bắn Holmes thì ông đã dùng bom mù hiệu lò sưởi, nói khái để Coward tiết lộ thời gian gây án tiếp theo, rồi phi ra cửa sổ nhảy xuống sông, nơi Watson và Adler đã chờ sẵn trên một chiếc thuyền. Vụ Lestrade theo hội đền tứ lễ chỉ là giả và đã sớm đưa Holmes chìa khóa mở còng tay. Bộ ba rồi đến nghị viện, phát hiện ra một món vũ khí kỳ lạ mà đoán là do Riordan làm. Adler liền hành động luôn. Trong khi ba người xả quần với lũ tay chân canh gác thì ở bên trên, Blackwood chính thức trở lại, đứng đọc diễn văn, thể hiện ý muốn kích động chiến tranh. Thứ vũ khí kia là máy phát tán khí độc nối thẳng với gian phòng bên trên. Blackwood bấm nút on một phát là cả lũ dẹo hết. Holmes với Adler đang tìm cách vô hiệu hóa nó thì cốc cốc, trình duyệt Internet, tên to cao tấn công Holmes và Watson. Trong khi đó, Adler cố tách bình khí độc ra khỏi cái máy. Đám đông ở phía trên thì loạn hết cả lên. Blackwood thì vẫn cứ đứng thuyết trình. Nhưng úi, nàng Adler đã thành công và mang hai bình chứa độc của cái máy mà chạy thẳng. Thấy bấm on mãi mà cái máy không chạy, Blackwood sủi đi xem bị gì. Trong khi Watson giữ tên to con, Holmes dí theo Adler để chất vấn. Adler đang định kể với Holmes này nọ thì Batman. Blackwood đẩy nàng Adler xuống khỏi cây cầu họ đang đứng. Nhưng hên là nàng chưa tỏm xuống sông. Holmes sau một màn đu dây đánh kiểu Jack Sparrow các thứ thì được hai lọ chất độc và khiến Blackwood mắc kẹt trong tư thế bị thông. Rồi Holmes bắt đầu lật tẩy những thứ ma thuật của hắn, chỉ bao gồm hối lộ, keo con chó, thuốc tê, chất nổ dạng lỏng và khí độc. Blackwood chỉ là một tên bịp bợm thích vớt tóc. Chưa kịp gọi ông ta đến giải hắn đi thì một cái cần cẩu tình cờ rơi xuống, khiến Blackwood té xuống giữa một đống dây xích và bị treo cổ bởi mớ xích đó. Holmes giờ đi kiểm tra cô gái đáng thương kia và trói cô bằng còng số 8. Adler cho Holmes một cái tên Moriarty. Holmes nể tình là 1, Sim là 9, nên để cô ngồi đấy với cái còng trên tay và để lại cả một Blackwood. Lần này lại chết thật, vì chả còn bộ đồ bảo hộ nào cứu mạng hắn như lần trước nữa. Chất độc hắn dùng để giải chết cũng bị Holmes phát hiện. Cơ mà bình yên vẫn chưa đến với thành London đâu. Moriarty đã dùng Adler làm mồi nhử Holmes để hắn tiếp cận cái máy và lấy thiết bị thu phát sóng, thứ mà cơ bản là iPhone 15 thời bấy giờ chưa ai có được cả. Và thế, Watson ạ, Sherlock Holmes đã có một đối thủ mới.